Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Văn học nghệ thuật của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ tháng năm về, mỗi người dân Việt Nam lại nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh với lòng kính yêu vô hạn. Với đồng bào các dân tộc Lào Cai, tình cảm và những câu chuyện kể, những tư liệu về Bác không chỉ hiện hữu trong cuộc sống mà còn là nguồn cảm hứng vô tận để văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm giá trị. Nhiều tác phẩm âm nhạc hội họa về chân dung hình tượng Bác Hồ đã được các văn nghệ sĩ thể hiện sinh động, sâu sắc, thấm sâu vào tâm hồn tình cảm của người dân. Con đứng đây công viên Hồ Chí Minh, dấu chân người ấm áp vẫn còn đây, nhớ mùa thu xưa đón Bác về nao nức, lời người vang vọng thành hồ. Lời người vang vọng hồn thiêng núi sông là một sáng tác mới của nhạc sĩ Kim Xuân Hùng về Bác Hồ. Tình cảm của Bác dành cho đồng bào các dân tộc Lào Cai trong chuyến thăm của Bác vào năm 1958 là nguồn cảm hứng lớn để nhạc sĩ viết nên ca khúc này. Bài hát với giai điệu và ca từ trang trọng, thanh kính, hào hùng thể hiện tình yêu, niềm kính trọng của nhân dân đối với Bác, khẳng định niềm tin sắt son một lòng theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Phân biệt gái trai, cùng thi đua kết đoàn, cùng hăng say lao động, không phân biệt người Kinh, người Man, người Mường, giàu nghèo giáo lương vẫn dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam đoàn kết yêu thương, trồng nhiều lúa ngô cho cuộc sống đi lên, khai ruộng bậc thang lên cao lưng chừng mây. Xua tan u mê giặc giọt giặc đói nghèo, người Mông có chữ rồi bản phố bừng sáng lên. Có thể nào quên lời người vang vọng quê hương sớm mùa thu, dặn dò Lào Cai xây cuộc sống ấm no, độc lập tự do một lòng đi theo Đảng, dựng xây quê hương đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Bản hùng ca màu xanh quăng vàng nâu Apa Tít gọi tên, bao yên Bắc Hà du khách dập dìu, Bát Sát phố lù vui bốn mùa chảy hồi, Sapa lung linh tinh khôi một thị xa đẹp còn đây. Nhớ mùa thu xưa đón Bác về nao nức, lời người vang vọng thành hồn thiêng núi sông. Nhớ mùa thu xưa đón Bác về nao nức, lời người vang vọng thành hồn thiêng. Mặc dù Bác chỉ lên thăm có một lần, nhưng có rất nhiều lần là viết thư động viên từ bà con nhân dân ở Bắc Hà, ở Sapa, thậm chí là các cháu thiếu nhi, rồi thì là các anh các chị mà ngày xưa đã làm cái công tác gọi là xóa mù ấy, cho bà con ấy. Thì có thể nói một điều là Bác dành tình cảm rất nhiều cho người Lào Cai, cho người dân Lào Cai, và người dân Lào Cai thì cũng rất là biết ơn cái điều đó. Và cho đến bây giờ ấy thì Lào Cai đã trở thành một cái tỉnh rất là phát triển, mà theo mình nghĩ thì là đi theo rất đúng cái con đường mà Bác dạy ngày xưa, tức là Bác dạy là tất cả những cái đó, và một phần nào thôi, mình nghĩ một phần nào đó tức là đã đáp lại cái lòng mong mỏi của Bác ngày xưa đã dành cho đồng bào nhân dân tỉnh Lào Cai. Và cũng xuyên qua cái cảm xúc đó thì mình viết bài cái ca khúc này lần này là nó với một ý tưởng mới hoàn toàn, rất mong muốn là truyền tải được tất cả những cái gọi là háo hức của người dân Lào Cai, cũng như là tấm lòng biết ơn của người dân Lào Cai đã dành tình cảm cho cái lời hứa với Bác, và ngày hôm nay đã hoàn thành gần như là một sự báo công một cách trọn vẹn để dâng lên Bác. Thưa
Trước khi viết ca khúc Lời Người Vang Vọng Hồn Thiêng Núi Sông, nhạc sĩ Kim Xuân Hùng đã có 4 sáng tác về Bác Hồ gồm Tình Ấm Mùa Thu, Đất Mỏ Ơn Người, Hơi Ấm Tình Người và Tháng Năm Nhớ Bác. Có ca khúc nhạc sĩ phải ấp ủ trong thời gian dài, song có ca khúc chỉ hoàn thành trong thời gian rất ngắn mà lại đạt được yêu cầu cao về nghệ thuật. Các nhạc phẩm đều có tiết tấu vừa phải, ca từ mộc mạc đã khắc họa chân dung con người bình dị, bao dung, nhưng chứa đựng trong đó là sự hy sinh lớn lao, thầm lặng, ý chí quyết tâm giành lại độc lập dân tộc, mang đến cuộc sống ấm no cho nhân dân của Bác. Khi viết về Bác ấy, thì hầu như tất cả chúng ta đều phải sử dụng đến cái gọi là cái tình cảm, cái sự xúc động riêng để viết thì nó sẽ có hiệu quả hơn và thực ra là nó sẽ dễ nghe hơn. Trong sự nghiệp sáng tác với hàng trăm ca khúc của nhạc sĩ Phùng Chiến, không thể thiếu những ca khúc viết về Bác Hồ. Dù là nhạc sĩ gạo cội, nhưng với ông, sáng tác ca khúc về Bác luôn là một thử thách lớn. Bởi không ít nhạc sĩ ở khắp mọi miền Tổ quốc đã thành công với những ca khúc để đời, nên mỗi nhạc sĩ phải tìm cho mình lối đi riêng. Dù không dễ, nhưng với trách nhiệm của một người cầm bút, ông vẫn sáng tác về Bác với sự xúc động và tình cảm chân thành. Đến nay, nhạc sĩ Phùng Chiến đã có 6 ca khúc viết về Bác được phổ biến rộng rãi tại tỉnh. Các ca khúc của ông được lấy cảm hứng dựa trên những sự kiện lịch sử của tỉnh Lào Cai với Bác. Đó là chuyến lên thăm đồng bào các dân tộc Lào Cai của Bác vào năm 1958 và những lá thư của Bác dành cho thiếu nhi Lào Cai. Tôi đã có một tác phẩm viết về Bác với thiếu nhi Sapa. Thế và với thanh niên thì tôi đã có một bài Tuổi Trẻ Mùa Xuân Quê Hương. Tức là muốn nói là cái vai trò của thanh niên đối với quê hương như thế nào thông qua lời Bác dạy. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước, của xã hội. Đấy là lời Bác dạy thanh niên như thế. Cho nên là trên cơ sở cái tinh thần đó tôi viết bài hát. Bác Hồ kính yêu cũng là nguồn cảm hứng vô tận cho những sáng tạo của các họa sĩ Lào Cai. Như bao người dân Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Huy Hiệp dành tình cảm với Bác Hồ. Bởi vậy mà những tác phẩm về Bác không thể thiếu trên hành trình hội họa của anh. Tác phẩm Lào Cai Một Sáng Mùa Thu, tác phẩm đạt giải A cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, được họa sĩ Huy Hiệp vẽ dựa trên những tư liệu lịch sử về chuyến thăm Lào Cai của Bác vào năm 1958. Tác phẩm cuốn hút không chỉ bởi sắc màu tươi vui, mà còn bởi không khí đầm ấm, thân thương toát ra từ những gương mặt được thể hiện trong tranh. Bác Hồ hiền từ như người ông, người cha, ân cần với đồng bào các dân tộc Lào Cai đang vui cười, vây quanh lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Mùa thu năm 1958 thì Bác có thể lên thăm Lào Cai. Thì mặc dù là cái lúc đấy thì về cái bối cảnh lịch sử thì Bác rất là nhiều công việc và rất bận rộn, nhưng Bác vẫn dành cho người dân Lào Cai những cái tình cảm sâu lắng, những cái tình cảm tốt đẹp dành cho người dân Lào Cai và sự quan tâm của Bác đến những người dân đồng bào, những người ở những khu vực biên giới. Và từ xuất phát từ cái tình cảm rất là thiêng liêng, tình cảm rất là thân thương đấy, thì tôi có một cái cảm xúc và rất nhanh tôi trong cái đầu tôi nghĩ ra những cái ý tưởng về cái bố cục để làm sao khi mà đưa cái hình ảnh của Bác lên để có thể là lột tả được cái sự yêu thương, cái sự quan tâm của Bác. Và các cái sắc thái ở đây thì trong tranh của tôi thì các nhân vật đều thể hiện được một cái sự rất là hạnh phúc trên cái khuôn mặt, ai cũng hồ hởi và rất là hạnh phúc khi được gặp Bác. Và ai cũng bất ngờ, trong ánh mắt vẫn có cái sự bất ngờ. Dù rằng biết rằng là Bác rất là bận công việc, Bác vĩ đại như thế, nhưng Bác vẫn rất là quan tâm
và mọi người đều tràn ngập lên cái vẻ hạnh phúc trên cái đôi mặt, khuôn mặt và cái đôi mắt mỗi nhân vật. Trong giới hội họa Lào Cai, họa sĩ Nguyễn Hoàn Thiện là người có nhiều tác phẩm nhất về Bác Hồ. Những năm tháng còn công tác tại mỏ Apatit, được giao phụ trách bản tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam. Họa sĩ Hoàn Thiện đã vẽ hàng chục tác phẩm tranh cổ động tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị về đề tài Bác Hồ. Với kinh nghiệm của một họa sĩ gắn bó cả cuộc đời với hội họa, họa sĩ Nguyễn Hoàn Thiện cho rằng nếu chỉ vẽ Bác Hồ giống như chân dung Bác thì không khó. Tuy nhiên, để làm toát lên được thần thái của người cũng không dễ dàng. Đặc biệt là với những họa sĩ như ông, chỉ được thấy Bác qua phim, ảnh, các câu chuyện, tác phẩm của người. Bởi vậy nên trước khi sáng tác, họa sĩ Hoàn Thiện luôn tích cực tìm tòi tư liệu về Bác. Qua đó, ông đưa hình ảnh của Bác vào những câu chuyện sống động cụ thể, gắn với bối cảnh và con người xung quanh. Và trong tác phẩm của ông, hình ảnh Bác thường xuất hiện trên những công trường và đồng hành cùng người công nhân. Các tác phẩm như Bác Hồ cùng phái đoàn chính phủ thăm mỏ Apatit Lào Cai, Bác Hồ lên thăm công trường cầu Làng Giàng của họa sĩ Hoàn Thiện đều đạt giải cao tại các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật trong tỉnh. Vẽ về chủ tịch bao giờ tôi cũng cẩn thận, về Bác Hồ tôi bao giờ cũng cẩn thận cả. Là khi vẽ về Bác thăm cầu Làng Giàng chẳng hạn, hoặc là thăm công trường khai thác quặng Apatit ấy, thì bên cạnh Bác phải có những, tôi phải tìm hiểu những tư liệu, lúc đó ai là giám đốc này, rồi là phái đoàn chính phủ gồm có những nhân vật nào này, các cái nhóm nhân vật này phải có cái quan hệ cái tình cảm, rồi nó người ta nhìn vào người ta thấy lộ ra luôn đó là một câu chuyện gì đó, chứ không đơn giản chỉ vẽ. Nếu vẽ Bác Hồ giống không thì ở nước mình thì những người khéo tay không cần phải đến học họa, người ta vẽ rất giống. Nhưng mà để Bác với một câu chuyện nào đó với nhân dân, với đồng bào ta thì mình phải suy nghĩ kỹ. Với các họa sĩ Lào Cai, ai cũng có tác phẩm về Bác Hồ, một đề tài lớn luôn được làm mới dưới nét cọ và đôi tay tỉ mẩn, tài hoa của những họa sĩ. Như tất cả các tác phẩm văn học nghệ thuật về hình tượng Bác, các tác phẩm hội họa đều bộc lộ tình cảm yêu thương, kính trọng vô vàn của các họa sĩ, cũng như hàng triệu người dân đất Việt hướng về người. Trong quá trình sáng tác của tôi thì tôi cũng đã vẽ rất nhiều tác phẩm về Bác, và nó luôn thể hiện sự tôn kính đối với Bác. Và chủ đề tôi thường lựa chọn là chủ đề Bác Hồ với thiếu nhi. Đây là một hình ảnh tôi thấy rất là đẹp. Và gam màu tôi thường sử dụng trong đó là vàng và nâu. Thì nó thể hiện được sự tươi vui, đồng thời cũng là thể hiện được sự giản dị của Bác. Bằng tình cảm, tài năng và sự sáng tạo của mình, các văn nghệ sĩ đã góp phần không nhỏ trong việc lưu giữ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim mỗi người dân Lào Cai. Hình tượng của Bác mãi lan tỏa, tạo sức mạnh nội lực cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. Chương trình văn học nghệ thuật tuần này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.